đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Biên Hòa phối hợp với công an phường Long Bình Tân vừa phát hiện 7 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại hai chòi trong một quán cà phê ở khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân. 7 đối tượng bị phát hiện gồm Huỳnh Minh Phát 26 tuổi, Ngô Đạt Đức 28 tuổi, Nguyễn Ngọc Thạch 27 tuổi, Trần Thị Mỹ Trang 28 tuổi, Nguyễn Phi Hùng 30 tuổi, La Ngọc Thuận 30 tuổi, cả 6 ngụ tỉnh Đồng Nai và Lê Thanh Vinh quê tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy và nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Qua test nhanh, cả 7 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.